Rồi, thì cái này liên quan đến kiến thức lớp 8 một tí, để nhắc lại phần này. Đó, thì cái phần này đó chính là cơ sở để chúng ta đi soi dựng cái kiến thức về hàng định thức, đúng không nào? Hàng định thức, 7 hàng định thức đáng ghét, đúng không? Xin lỗi, là đáng nhớ, được chưa nào? Thì 7 cái hàng định thức này để chúng ta vận dụng, để chúng ta chi nào? Để chúng ta áp dụng các cái bài toán như là phân tích đa thức thành nhân tử này. Đó. Hoặc là các cái phép toán liên quan đến về sau chúng ta sẽ học, đó là rút gọn kiến thức mà chúng ta sẽ học. Được chưa nào? Thì trước tiên thì chúng ta sẽ nhắc lại một số các khái niệm liên quan đến cái chương này. Thì nội dung hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu sơ lược lại nha, mấy chỗ này nè. Đó, sau đó chúng ta sẽ đi qua các bài tập rồi chúng ta sẽ đi lần lượt tiếp các cái nội dung sau. Yeah, cứ như thế và chúng ta cứ đi lên thôi, đi từ cơ bản nhất nha. Rồi bây giờ mời một em nhắc lại cho thầy là cái khái niệm về đơn thức nè. Thế nào là đơn thức, chúng ta còn nhớ hay không? Đơn thức là gì nè? Thầy mời bạn Yến Nhi thử coi, nhắc lại cho thầy khái niệm về đơn thức chúng ta còn nhớ hay không? Mời thầy, mời Ngọc nè. Em thưa thầy, đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và biến. Đúng rồi, tức là một số, tức là nó gồm một cái biểu thức. À, nó chỉ có một số thôi. Được chưa? Đó, chúng ta chỉ cần nhấn mạnh đó là như vậy, biểu thức một số. Ví dụ như là các cái số thực chúng ta đã học, đúng không? Bao gồm các tập hợp số tự nhiên, đúng không? Mở rộng ra chúng ta có số gì? Số nguyên, như là số nguyên âm, số nguyên dương, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta mở rộng ra cái tập số số nguyên thì nó là số không nguyên. Thì số không nguyên đây là nó bao gồm những cái số nào nè? Là số viết dưới dạng phân số, đó chính là số hữu tỉ. Và thứ hai nữa là số gì? Số hữu tỉ. À, xin lỗi, là số vô tỉ, đúng không? Đó. Thì tập hợp EQ chính là R, được chưa? Thì đó là chúng ta có khái niệm về đơn thức, đó là về số. Hoặc là cái dạng theo là dạng biến thôi, tức là trong biểu thức này chỉ có biến, tức là lũy thừa của biến. Ví dụ như là chúng ta có biến, tức là em hiểu là các cái chữ cái x y, đúng không? Ví dụ như x bình phương y, hoặc là x y z vân vân đó. Hoặc là cái dạng mà em thấy nó đòi đủ nhất á, đó là gồm có giữa tích giữa giữa số và biến nha. Tức là ba đó là tích giữa số và biến, thì cái này là chúng ta hay gặp nhất, đúng chưa nào? Đó là chúng ta nắm được chưa? Đó là khái niệm về về đơn thức đó. Thì các em đã rõ chưa nào? Rõ thôi chúng ta sẽ bấm chữ OK vào nha. Rồi có bao nhiêu bạn? Rồi rất là tốt nha. Thì cái này là kiến thức rất là cơ bản rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi qua khái niệm đó là đa thức. Thì đa thức em hiểu đa đa tức là nhiều, đúng không? Nhưng mà chúng ta hiểu là đa thức đây chính là gì nè? Đó, chính là bằng gì? Bằng tổng của các đơn thức, được chưa? Bằng tổng của các đơn thức, nhớ nha. Ví dụ như chúng ta có cái đa thức này, được chưa? Cái đa thức đó là ax bằng là gì đây? Là 2xy, đúng không? Như vậy trong cái biểu thức này chúng ta thấy nó gồm có các cái đơn thức, đúng chưa? Thì mỗi một cái đơn thức trong cái đa thức này người ta gọi là một hạng tử. À, như vậy rõ ràng là chúng ta thấy có khái niệm đó là hạng tử. Thế thì cái chúng ta phải nắm được cái khái niệm hạng tử này để chúng ta cũng đi giải quyết các cái bài toán liên quan. Được chưa nào? Thế thì hạng tử là cái gì? Thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Ví dụ như là ở đây thì có một cái, cô nói cái ví dụ đầu tiên đó là cho cái đa thức AX
À, cái này là thầy nhầm một tí nha, không phải là x mà đây là cái đơn thức A nha, bỏ chữ x đi bởi vì nó nhiều biến nha. Ở đây thầy nói cái đa thức nhiều biến nha. À, sorry các em hơi nhầm lẫn chỗ này. Được chưa nào? Đó. Thì bây giờ chúng ta hỏi là có bao nhiêu hạng tử trong đa thức này? Đó. Và xác định từng hạng tử trong cái đa thức A này. Rồi thầy mời các em nè. À, chúng ta comment vào khung chat luôn đi. Năm hạng tử, đúng rồi. Và chúng ta chú ý là xác định từng hạng tử luôn nha. Rồi còn bạn nào nữa không nào? Mới có một bạn bạn Thảo với Chi này. Rồi còn bạn nào nữa? Rồi các em cứ thật là các em nếu không tiện và chúng ta phát nhắn vào khung chat thì chúng ta có thể giơ tay phát biểu nè. Rồi các em chọn đáp án nào đây? Rồi bạn kia, bạn bạn Phước, bạn Huy Hoàng, bạn Nguyễn Phước Huy Hoàng cũng chọn là 5, 5. Ok, rất là tốt đúng không nào? Đó, thì cái kiến thức này là mục đích là thầy kiểm tra các em là có nắm vững hay không đúng không nào? Thế thì bây giờ xác định đúng cho thầy từng cái hạng tử được không nào, trong cái đa thức này được hay không? Nhưng mà đáp án là 5, đúng rồi, đúng là 5. Nhưng mà chúng ta hãy xác định coi nè, thì trong 5 cái hạng tử thì chúng ta phải xác định đúng đúng 5 cái hạng tử trong cái đa thức này. Rồi, thầy mời bạn Chi đi nè. Ở đây có 3 bạn phát biểu đúng không? Em thưa thầy, hạng tử thứ nhất là 2x y bình, hạng tử thứ hai là 5 trên 7 y z mũ 5, Rồi. thứ ba là 6x mũ 3, hạng Rồi. tử thứ tư là 12x, hạng tử thứ năm là 8 ạ. Rồi có bạn nào đáp án khác nữa hay không? Còn bạn nào đáp án khác nữa không nè? Có nào bạn nào cùng đáp án thì chúng ta không cần phải giơ tay thế nào. Có bạn nào ý kiến khác thì chúng ta cứ bật mic, tự động bật mic. Chúng ta phát biểu được hay không? Rồi có bạn nào xung phong không nè? Đáp án khác. Còn bạn nào có đáp án khác hay không? Còn bạn nào có đáp án nào khác nữa hay không? Như vậy là nếu các em đồng ý với cái ý kiến của bạn 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 Chi thì chúng ta gõ vào ok, còn không thì chúng ta cứ phát biểu bình thường thôi. Còn bạn nào có ý kiến khác hay không? Ok. Rồi bạn Ngọc ok, rồi có ai nữa? Rồi, hai bạn. Ba bạn. Rồi bạn nào nữa? Rồi, như vậy là chúng ta đồng ý với bạn ý kiến luôn nè. Tuy nhiên thì trong trường hợp này là chúng ta đã bị sai, đúng không nào? Chúng ta đọc lại cái định nghĩa coi nào, hạng tử. Hạng tử là gì? Tức là chúng ta hiểu là mỗi một đơn thức trong một đa thức được gọi là hạng tử mà chúng ta học rồi. Đa thức đó chính là bằng gì? Bằng tổng của các đơn thức, hiểu không? Bằng tổng. Thì như vậy rõ ràng em hiểu á, cái đa thức này nó sẽ gồm gì? Nó gồm những cái hạng tử nào? Thứ nhất đó là 2x y bình. Nha. Chú ý nè, để xác định hạng tử là chúng ta phải mang theo dấu của nó luôn nha. Em hiểu không nào?
Cái hạng tử thứ hai phải là gì? Phải là trừ 5 phần 7 y z mũ 5. Rõ chưa? Các em đừng nhầm lẫn nhé. Bởi vì dấu trừ này nó không có trong định nghĩa. Mà nó phải là chỗ này, em hiểu là chỗ này là dấu cộng này. Rồi tất cả đóng ngoặc mở ngoặc. Đó. Thì cái hạng tử phải là gì? Trừ 5 phần 7 y z mũ 5. Đó. Cái hạng tử thứ ba phải là gì? Cộng 6x mũ 3. Có nghĩa là chúng ta cứ lói dấu luôn trước nó. Nha, chúng ta cứ mang theo dấu nó luôn. Được chưa? Thì đó chính là hạng tử. Rồi tiếp theo nữa là trừ 12x. Được chưa? Và tiếp theo cái hạng tử thứ 5 chính là gì? Là cộng 8. Nha. Tuy nhiên thì cái hạng tử mà chứa dấu cộng trước thì chúng ta bỏ đi, lược bỏ đi, không có tích. Nha. Thì coi như là ta đọc là 2x y bình, hay là đọc là 6x mũ 3, hay là đọc là 8. Nhớ. Riêng những cái đa, nhìn vào đa thức mà em thấy là trong biểu thức mà có cái dấu trừ trước là chúng ta sẽ lôi nguyên cái dấu trừ đó luôn. Được chưa? Nhớ nha, cái hạng tử là phải có dấu. Được chưa? Nhiều bạn là hay mắc cái dấu trừ chỗ này là bị sai. Được chưa? Thì rõ ràng cái AX này phải bằng tổng của 5 cái đa thức này. Đúng không? Bởi vì cộng với trừ 5 thì bằng 7, tức là chúng ta quy tắc bỏ dấu ngoặc đi thì ta mắc dấu cộng trước rồi. Đúng không? Thì hiểu đây là cái hạng tử thứ hai. Cái hạng thứ ba phải là cộng 6x mũ 3. Cái hạng tử thứ ba phải là trừ 12x, chứ không phải là 12x. Nha. Cho nên lưu ý như bạn là sai, thường nghe chỗ dấu trừ này, xác định hạng tử dấu trừ. Mà xác định hạng tử sai thì khi mà em nhân đa thức, nhân đơn thức với đa thức nó cũng sai, đúng không? Đó. Đó. Cho nên rõ ràng là cái việc cái đây là cái xác định hạng tử rất là quan trọng đấy. Đó. Cho nên là khiến chúng ta gì? Nó bị rối chỗ này, đúng không? Khi mà ta nhân này mất dấu, lộn dấu, tự lừa hết. Đó. Cho nên là bị mất điểm. Được chưa? Cho nên là lưu ý nha. Đó, như vậy tổng cộng là chúng ta có 5 hạng tử. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái nội dung cái bài liên quan, đó là kiến thức ở lớp 8 rồi. À, cụ thể là nhân đơn thức với đơn thức trước, đúng không? Thì chúng ta nhớ lại để mà nhân hai đơn thức với nhau thì chúng ta thực hiện như thế nào đây các em? Rồi mời các em phát biểu nào. Không biết là các em còn nhớ hay không? Rồi, để nhân hai đơn thức. Rồi, có ai còn nhớ không? Phát biểu coi nè. Hay là bây giờ thầy gọi... rồi. À, nhân số trước biến. Nhân số trước biến sau. Đúng không thầy? À, thì cái này là chúng ta nhớ được quy tắc nhân đơn thức với đơn thức. Thì chúng ta phải nhớ là chúng ta nhân số. Số trước đúng rồi, biến sau. Đúng rồi đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ hơn đó là chúng ta còn một cái quan trọng, đó là quy tắc nhân dấu nha. Nhân dấu, nhân số và nhân biến. Được chưa? Cái quy tắc nhân dấu thì chắc chúng ta còn nhớ hay không nè. Đó. Thì đầu tiên thì để ta nhớ lại, chúng ta cần lưu ý để nhân đơn thức là chúng ta cần phải nhớ là cái quy tắc nhân dấu. Các em còn nhớ quy tắc nhân dấu không? Các em nào còn nhớ hay không? Quy tắc nhân dấu. Thì cái này hiểu là quy tắc nhân dấu này nó xuất phát từ gì? Tức là khi mà chúng ta đã xác định được cái dấu của hạng tử rồi, đúng không? Dấu cộng hay dấu trừ, thì đầu tiên chúng ta phải lấy hai, lấy dấu của hai hạng tử chúng ta nhân vào trước để nó không có bị nhầm lẫn. Được chưa? Là ví dụ quy tắc nhân dấu em hiểu là hai số mà cùng dấu nhân lại thì bao giờ cũng là gì? Dấu cộng, tức là số dương. Còn hai số mà trái dấu với nhau mà khi em nhân lại nó sẽ ra một số âm. À, hiểu chưa nào? Có nghĩa là chúng ta lấy dương nhân dương thì nó sẽ ra gì? Ra âm. À, xin lỗi, là ra dương, đúng không? À, ví dụ như là chúng ta có quy tắc nhân dấu, ví dụ là cộng này. À, nhân cho cộng thì nó sẽ bằng là gì? Dấu cộng này. Được chưa? Hay là cộng nhân với vậy quy trừ thì nó sẽ ra là số âm. Được chưa? Hay là ví dụ như chúng ta có một số số âm, đúng không nào?
số âm thì nhân với một số âm thì nó ra gì em? Vẫn là dương. Được chưa? Âm nhân âm vẫn là dương. Đó là quy tắc mà chúng ta nhân dấu, mà chúng ta cần phải hiểu đúng không? Đó, các em thấy nó đơn giản như thế nhưng mà mọi cái việc nó đều gì đây? Quan trọng là xuất phát từ cái việc đơn giản nhất. Đó, chúng ta làm tốt cái việc đơn giản nhất thì chúng ta cái việc khó chúng ta sẽ hoàn thành tốt thôi. Đó, đó là cái chúng ta chú ý. Cái quy tắc thứ hai là quy tắc bỏ dấu ngoặc, chúng ta còn nhớ không nào? Quy tắc bỏ dấu ngoặc. Rồi các bạn nào còn nhớ quy tắc bỏ dấu ngoặc không? Phát biểu cho thầy xem nào. Nhớ không? Alo, mời các bạn nào. À, bây giờ tôi gọi một bạn này để kiểm tra xem là kiến thức chúng ta còn có ổn hay không nhé. Rồi, có bạn Yên Nhi nè. Rồi, tôi mời bạn Yên Nhi coi nè. Quy tắc bỏ dấu ngoặc. Thì bỏ dấu ngoặc là chữ dấu ngoặc là dấu trừ đổi tất cả dấu ở trong ngoặc, còn chữ dấu ngoặc là dấu cộng thì giữ nguyên là dấu ở trong ngoặc. À đúng rồi, đó là rất là tốt đúng không? Thì đó là quy tắc bỏ dấu ngoặc, tức là khi mà chúng ta cái biểu thức chúng ta là trước dấu ngoặc là dấu trừ, thì chúng ta nhớ là chúng ta nên gì? Nên ví dụ như ở đây thầy có cái biểu thức là ví dụ như là trừ đúng không nào? Trừ A đúng không, cộng trừ B chẳng hạn, trừ C cộng D chẳng hạn. Đó. Thì khi mà chúng ta mở dấu ngoặc ra đúng không, thì chúng ta lưu ý khi mở dấu ngoặc ra là có nghĩa là cái dấu trước chúng ta phải biến mất đi. Được chưa? Tức là cái dấu trừ trước là chúng ta không có, là phải biến mất. Mà chúng ta phải nhớ là nhớ đổi dấu. Được chưa? Đổi dấu của các cái hạng tử bên trong này. Như vậy rõ ràng để mà biết xác định được, chúng ta phải xác định được dấu của hạng tử để chúng ta đổi dấu cho nó đúng, đúng không nào? Nhưng mà trong cái đa thức này đúng không, A trừ B cộng C, ở đây nó có bốn hạng tử. Nhưng mà cái hạng tử đầu tiên đó chính là cộng A đúng không, cộng A này. Cái hạng tử thứ hai là trừ B đúng chưa, cái hạng tử thứ ba là trừ C, cái hạng tử thứ D thứ tư đó chính là cộng D đúng không, tự ghi dấu cộng luôn nha cho dễ hiểu đi. Nhưng mà khi mà gặp dấu trừ, dấu ngoặc trước dấu trừ này, chúng ta phải đổi dấu từ thành gì? Cộng. Chú ý này, dấu hoàng tử là cộng, giờ chuyển thành trừ. Được chưa? Dấu này dấu trừ chuyển thành dấu cộng. Được chưa? Còn dấu này dấu trừ C chuyển thành là gì? Cộng, cộng C. Còn dấu này cộng D thì chuyển thành là trừ D. Đó. Thì các em đã nắm rõ chưa? Nắm rõ thì chúng ta bấm vào OK vào khung chat đi nè, để thầy biết. Cho nên là chúng ta phải nhớ làm sao là chúng ta phải xác định đúng dấu của hạng tử để chúng ta bỏ dấu ngoặc cho nó đúng. Chứ không là sai từ lưa hết. Được chưa? Rõ chưa các em? Rồi. Một, hai. Rồi các em đã nắm rõ rồi đúng không? Đó. Cho nên là chúng ta phải lưu ý rõ chỗ phần này. Được chưa nào? Còn nếu như là ví dụ như biểu thức chúng ta là dấu cộng thì sao nè? Là chúng ta chỉ cần gì? Bê nguyên cái biểu thức bên trong dấu ngoặc ta viết lại thôi. Ví dụ như ở đây là có cộng vậy. A trừ B trừ D trừ C thì rõ ràng thì lúc này chúng ta sẽ tính là bằng gì? A trừ B trừ C và trừ D. Đó, chúng ta chỉ cần viết lại biểu thức đó thôi. Được chưa? Đó, thì các em đã nắm rõ rồi đúng không? Rồi tiếp theo nữa là quy tắc chuyển vế. Thì nhớ là chuyển vế thì chúng ta phải đổi dấu. Tức là quy tắc chuyển vế này khi nào? Khi mà chúng ta giải phương trình đúng không? Hoặc là bắt phương trình. Đó. Thì khi mà chúng ta cứ chuyển vế một bất kỳ một cái hạng tử nào từ vế bên này sang vế bên kia. Nha. Chứ không phải nhất thiết là từ vế bên trái sang phải em đổi dấu, nhưng mà từ bên phải sang bên trái là em không đổi dấu là sai nhé. Nhưng mà cứ chuyển vế thì phải đổi dấu. Yeah, không có phân biệt là vế trái, vế phải nhé. Từ vế nào sang vế nào. Em cứ nhớ chuyển từ vế này sang vế kia thì chúng ta phải đổi dấu. Được chưa? Như vậy rõ ràng quan trọng vẫn là gì? Chúng ta xác định đúng dấu của hạng tử để chúng ta đổi. Đúng không?
Đó, cho nên rõ ràng là cái việc này chúng ta cũng phải rất là quan trọng đấy. Và để nhân hai, nhân đơn thức với đơn thức thì như bạn hồi nãy đã nói rồi, thì đó chúng ta sẽ nhân gì? Nhân hệ số với nhau và nhân phần biến với nhau. Thì lưu ý ở đây là chúng ta phải nhớ nhân dấu trước nha. Đó. Nhân dấu trước, nhân số sau và nhân phần biến. Đó, ta ghi thêm vào nha. Đó chưa? Đó là chúng ta cần phải lưu ý. Rồi, một cái khái niệm từ ít nữa liên quan đến cái bậc của đơn thức thu gọn. Tức là khi mà chúng ta cộng trừ nhân chia đơn thức với nhau, thì chúng ta sẽ thu được một cái đơn thức thu gọn. Ví dụ cụ thể là chúng ta nhân hai đơn thức với nhau, đúng không? Giả thử ví dụ cái đơn thức đó thì chúng ta sẽ thu được một cái đơn thức, thì cái đơn thức đó là đơn thức thu gọn. Thì ở đây nó có khái niệm là bậc của đơn thức thu gọn, thì em hiểu là gì nè. Thì bậc của đơn thức có hệ số khác không, chú ý có hệ số khác không nha, là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó. Đó, thầy ôn lại luôn thì không để chúng ta quên đó. Về sale yêu cầu là xác định bậc của cái hàm số này liên quan là bậc mấy, bậc 2, bậc 3, chúng ta tự lừa nữa sai nữa, được chưa nào? Thì nó cũng liên quan đến lớp 9 đấy, được chưa? Nhưng bạn nhớ hiểu là tổng số mũ của tất cả các biến nha, các biến khác nhau. Đó, tức là khi mà chúng ta rút gọn rồi thì chúng ta chỉ thu được một cái đơn thức mà có các biến khác nhau với số mũ tương ứng của các biến thôi. Và số thực khác không là cái đơn thức bậc không. Em hiểu là cái số, một số thực. Đó, thì đó là một cái đơn thức mà có bậc bằng không. Rồi tiếp theo nữa là cái số không được coi là đơn thức không có bậc. Nha, cái số không là không có bậc. Không có bậc chứ không phải là bậc không nha. Nó khác nhiều rồi nhé. À, tiếng Việt mình nó khi mà đảo trật tự các từ với nhau thì nó hơi nghĩa nó khác nhau đấy. Rồi, rõ chưa? Rồi các em rồi chúng ta sẽ làm một số cái ví dụ nha. Đầu tiên đó là nhân đơn thức với đơn thức để chúng ta khởi động lại từ đầu luôn đấy. Rồi bây giờ yêu cầu là tính tích của đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức thu được. Đó, thì cái này là kiến thức cũ rồi. Đó, một mục đích là để kiểm tra kiến thức của các em coi để chúng ta có. Rồi, thầy cho các em khoảng 2 phút thôi, tối đa là 2 phút thôi nha. Nhưng mà thực ra thì các em là hiểu rồi, thì các em làm nhanh lắm. Rồi, các bạn đã comment rồi nè. Rồi, các em cao thì các em nếu có em bị đau hay là gì đó thì các em cứ bữa khác học cũng được, không sao cả. Thì em quay lại sau cũng được. Rồi, các bạn nào đã làm ra kết quả chưa nào?
Rồi bạn Thảo đã có câu A rồi, bây giờ câu B nào. Rồi các em làm câu B luôn đi nào. Đi qua bằng ơi. Vật của đơn thức là 5. Rồi, bây giờ chúng ta coi như là các bạn đã làm xong hết rồi đúng không? Rồi, chỉ việc đối câu A này thì chúng ta cứ áp dụng quy tắc thôi. Được chưa nào? Thì đầu tiên thì chúng ta nhớ áp dụng quy tắc thì đầu tiên chúng ta sẽ nhân vậy nhân dấu với nhau đúng không? Thì đây là dấu của hai hàng tử đều là dấu cộng hết, cho nên là cộng nhân cộng chính là kết quả ra dương này. Được chưa nào? Rồi 3 phần 4 nhân với 7 tính là bằng gì? Là 3 phần 4 đúng không? Ta nhân với 7. Thì chúng ta cứ thì còn phần biến chúng ta chỉ nhân lại với nhau là x mũ 3 y nhân với gì nào? Nhân với x mũ 3 y bình phương. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc ở đây chúng ta nhớ lại là quy tắc nhân gì đây nè, phân số nhân, một số thì chúng ta giống như là tử nhân với tử đúng không nào, đó là 21 phần phần tư đó, là cái phần số của nó. Chỉ nhân dấu này chính là dấu cộng rồi, thì dấu cộng không ghi nhé. Rồi đối phần biến thì khi mà chúng ta nhân biến với nhau thì rõ ràng là chú ý được đối các biến khác giống nhau thì chúng ta chỉ áp dụng cái quy tắc đó là gì, nhân hai lũy thừa cùng cơ số đúng chưa, là chúng ta sẽ cộng số mũ lại với nhau. Rồi, các em rõ chưa nào? Thì đây là chúng ta biến x, chúng ta phải rút gọn biến x nhân với x mũ 3 nhân x mũ 3 chính là bằng x 3 mũ là 3 cộng 3 là thành x mũ mũ 6. Được chưa? Y ra em hiểu là y ra không có mũ, nghĩa là mũ 1. Đúng không? Mũ 1 mà nhân với mũ 2 chính là y mũ mũ 3. Mà theo định nghĩa bậc của đơn thức thì nó là lấy tổng số mũ của các biến nha. Tổng số mũ các biến. Thì ở đây chúng ta liên quan, bởi vì chúng ta không lấy bậc của số thì em hiểu bậc số là bậc không rồi, cho nên là không có tính bậc của số nha. Mặc dù ta biết bậc của số là không thì không cộng với mấy cũng bằng chính nó thôi, cho nên là chúng ta lấy bậc của biến. Chính là 6 cộng 3 chính là bậc chính. Như vậy rõ ràng cái này là bậc của nó là bậc chính. Được chưa nào? Bậc chính nha. Rồi, đã nhiều bạn cũng làm đúng rồi đó. Rồi, tiếp theo thì đối với công thức này đầu tiên chúng ta đã là cái đơn thức này dấu của nó là dấu cộng nhân với trừ thì kết quả chỗ này là dấu trừ. Được chưa? Nhân dấu xong bây giờ lấy số nhân với nhau, 5 nhân với 6 là 30. Đó. Rồi x mũ 4 nhân với x thì tính là gì? Là thành là x mũ 5. Rồi y nhân với y mũ 1 em hiểu là y mũ 1 nhân với y mũ 2 tính là y mũ 3. Đó, như vậy đây chính là bậc 8. Như vậy chúng ta cứ lấy số mũ của biến cộng lại với nhau. Thì cái ví dụ 1 là cái ví dụ đầu tiên rất là cơ bản đúng không nào? Để chúng ta
Rồi, bây giờ tiếp tục. Rồi thì tiếp theo là cái khái niệm về nhân đơn thức với đa thức. Đúng nào? Thì trong phép nhân đơn thức với đa thức thì chúng ta hiểu đó là gì nào? Để nhân đơn thức với đa thức thì ở đây một cậu bé hỏi là có nhân được phân phối như là phép nhân, phép cộng hay không? Đó, thì cái việc này nó chỉ tương tự như là cái việc chúng ta nhân gì? Giữa nhân cái phép tính chất phân phối giữa phép nhân với phép cộng trong cái số này. Yeah. Thì giả sử như ở đây thầy có cái quy tắc đó là cái đơn thức A. Yeah, nào. Cái đơn thức A yeah. Nhân với vậy cái đa thức gồm có hai hạng tử là B cộng C. Tổng quát luôn, là ghi là trừ D cho tổng quát luôn. À, thì chúng ta thực hiện giống như là cái việc mà ta nhân phân phối, tức là chúng ta sẽ lấy cái đơn thức nhân với vậy đơn thức A này, em sẽ nhân từng hạng tử của cái đa thức để cho. Được chưa? Có nghĩa là chúng ta sẽ bằng gì nào? Triển khai ra thì chúng ta sẽ bằng là gì các em? Có phải là chúng ta lấy bằng gì? A, lấy đơn thức A, em nhân với hạng tử thứ nhất đó là B. Đúng không? Tiếp tục. À, lấy hạng tử A, em nhân tiếp với cái đơn thức, cái hạng tử thứ hai là C. Rồi tiếp tục là lấy A nhân với cái hạng tử thứ ba đó là gì? Trừ D. Cái hạng tử thứ ba là trừ D nhé. Rồi chúng ta cộng các tích này lại với nhau. Được chưa? Chỗ này thầy ghi trước dấu cộng rồi. Được chưa? Thì chúng ta nắm rõ chưa nào? Đó. Nhớ nha. Chúng ta lấy từng, ta lấy cái đơn thức A nhân với từng hạng tử của cái đa thức. Cụ thể ra nó có ba cái hạng tử là B, cộng C và trừ D. Đó. Thì nhân xong rồi chúng ta lấy gì? Nó tổng của cái tích đó lại với nhau. Đó, thì cái này rất là đơn giản, được chưa? Rồi tiếp tục thì chúng ta điểm qua cái phép toán thứ ba đó là cái bài toán nhân đa thức với đa thức. Được chưa? Ví dụ như để nhân đa thức với đa thức thì chúng ta cũng làm tương tự. Được chưa nào? Ví dụ như ra thầy có cái đa thức đó đầu tiên đó là gồm có hai hạng tử, đúng chưa nào? Đó là A cộng B chẳng hạn, nhân với gì đấy, nhân với C cộng D. Thì các em làm cũng tương tự nha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vậy lấy từng hạng tử của đa thức thứ nhất nhân với từng hạng tử của cái đa thức thứ hai. Và cái đa thức thứ nhất chúng ta có hai hạng tử là A và B. Cái đa thức thứ hai là C và D thì chúng ta sẽ lấy lần lượt thì lấy A. Đầu tiên chúng ta chỉ nhân A với từng hạng tử thứ nhất, thứ hai. Được chưa? Tức là A nhân C, rồi chúng ta nói A nhân D. Xong cái việc mà chúng ta nhân xong cái phần cái hạng tử đầu tiên, xong rồi chúng ta chuyển qua ta nói cái hạng tử thứ hai của đơn thức thứ nhất này này. Chúng ta nhân tiếp với gì? Lần lượt với cái từng hạng tử của cái đa thức thứ hai, tức là B với C và B, D. Sau đó chúng ta cộng các tích lại với nhau. Đó, chúng ta nhân lần lượt với nhau. Yeah, và dĩ nhiên là chúng ta nhân và nhân đúng cái hạng tử của nó, nhớ chưa nào? Rồi thì cái phần này mục đích đó thôi, nhắc lại phần đơn thức với đơn thức cho nhanh, nhưng mà phần này là lướt qua để chúng ta sẽ chuyển qua phần mà rèn luyện bài tập nha, một tí thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái phép nhân. Yeah. Chúng ta trở lại cái phần là tóm tắt ở đây. Chúng ta nhớ cái quy tắc này nha. Hello, các em đã nắm rõ chưa là các em?
Rồi nếu các em sẵn sàng chúng ta chuyển qua phần bài tập thì chúng ta bấm OK vào này. Rồi bây giờ chúng ta chỉ qua cái ví dụ đầu tiên, được chưa? Ví dụ một đầu tiên. Rồi các em mặc dù là kiến thức cũ rồi, như bạn biết rồi đó, thì các em chịu khó để chờ các bạn học sau nha. Chúng ta làm luôn. Rồi bây giờ câu A này, đó là chúng ta có cái phép tính nhân giữa cái đơn thức với đa thức, được chưa nào? Đó là cái đơn thức trừ 2x nhân với cái đa thức gồm có 4 hàng tử, đúng không? Đó, bây giờ các em cố gắng chúng ta làm vào trước đi, rồi chúng ta sẽ chữa sau. Rồi cho các em 3 câu này khoảng 3 phút thôi, vì những kiến thức này là các em đã được học rồi. Đó, bây giờ chúng ta nhắc lại thì chúng ta làm nhanh thôi nhé. Rồi các bạn nào đã làm xong chưa? Bởi vì cái này thật ra những cái kiến thức này rất là cơ bản, rất là quan trọng nha. Bởi vì khi mà em cứ nghĩ là nó đơn giản cho nên chúng ta không có quan tâm nó, cho nên là chúng ta coi thường nó đi. Thì sau khi mà chúng ta học chỗ và rút gọn kiến thức, chúng ta nhân vào rất là loạn xạ đấy. Chúng ta không nắm vững ngay từ đầu những chỗ này thì cái nền tảng không nắm thì cái phần lên cái phần ngọn là cái phần rộng hơn thì chúng ta không nắm là chỉ bị lung lay, đúng không? Cho nên là chúng ta nghiêm túc.
Em nhìn rõ màn hình chưa nè? Các bạn còn nhầm kìa. Rồi, các bạn là câu A đã làm xong rồi. Rồi, ok, bạn Phước Huy Hoàng rất là tốt ha. Câu B đã làm xong câu B rồi nè. Rồi, câu C. Rồi, để màn hình cho em nhìn thấy ba câu. Rồi. A, B, C, rồi. Chờ các bạn xíu nha. Rồi, bạn Yến Nhi cũng đã làm xong câu C rồi nè. Rồi, còn hai bạn đã ra câu C rồi. Còn hai bạn nữa. Ta cố gắng nha, hai bạn còn lại chúng ta cố gắng luôn nha. Rồi, bạn Thảo, bạn Chi đâu rồi nhỉ? Đã có kết quả chưa? Rồi, còn câu C nữa, em. Rồi, ok, thì các em đã làm xong rồi đúng không?
Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa lại, chúng ta đối chiếu thử nha. Các bạn cũng làm kết quả giống nhau rồi đấy. Đầu tiên thì chúng ta đối kiến thức này chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc đó là nhân đơn thức với đa thức đúng không? Thì cái này chúng ta sẽ bằng là trừ 2x, chúng ta sẽ nhân lần lượt vào, tức là nhân x mũ 3 đúng không? Cộng với vậy với trừ 2x nhân cho trừ 3x bình. Rồi cộng cho bao nhiêu nè? Trừ 2x chúng ta nhân với trừ x. Rồi. Đó. Và chúng ta cứ nhớ đúng cái lối hàng tử đó là trừ 2x. Đó. Nếu mà các em đã làm nó nhung nhuyễn rồi thì chúng ta nên bỏ qua bước trung gian này cũng được. Đó. Còn các bạn mà mới vào đầu chúng ta còn chưa có nắm vững, chưa có kỹ năng đúng không? Cho nên chúng ta cứ làm bình thường, chúng ta cứ lấy đúng hàng tử ra và ta nhân vô. Được chưa? Và dĩ nhiên là chúng ta chỗ cộng chỗ này đó. Thì chỗ này là trừ với cộng thành trừ này, 2x mũ mũ 4. Còn chỗ này chúng ta sẽ có là trừ 2 với trừ 3 thành cộng cộng 6. X mũ 1 nhân x mũ 2 là x mũ 3. Rồi chỗ này là thành là gì? Cộng 2x bình. Rồi chỗ này là thành gì? Là trừ 2x. Yeah, thì các em kiểm tra để các em tự đánh giá chúng ta làm đúng không nha. Tiếp theo là chúng ta có cái đa thức. Ở đây nhân với đơn thức thì chúng ta cũng nói từng hạng tử của đa thức em nhân với cái đơn thức cũng được. Đúng không? Là trừ 3x, hạng tử đầu tiên là trừ 3x. Em nhân với cái đơn thức. Đây, rồi cộng cho gì nè? Cộng cho 2 phần 5. Y và nhân cho trừ 1 phần 2y. Đó, cộng tiếp cho bao nhiêu? Trừ 1 phần 3x. Và chúng ta nhân cho bao nhiêu nè? Trừ 1 phần 2x. Đó, các em rành rồi thì khỏi cần phải triển khai như thế này đâu. Thì chỗ này là trừ 10 nhân 1 phần 2 là thành là 5. Trừ với trừ này là thành 5 này. X mũ 4 này. Y này. Đúng chưa? Còn chỗ này 2 phần 5 nhân với trừ 1 phần 2 là thành chỗ trừ. Cộng với trừ này, cộng này nhân trừ là thành trừ này, trừ 2, trừ 1 phần 5 là x y bình. Rồi chỗ này trừ với trừ là thành cộng đúng không? Chúng ta phải đúng dấu nó nha. Rồi x y z 1 phần 3, 1 phần 2 là thành 1 phần 6 x y z. Rồi rõ chưa các em? Alo. Rồi, có câu nào các bạn làm sai thì chúng ta sửa lại nha. Rồi, tiếp theo. Ở đây thì nhân đa thức với đa thức. Đúng không nào? Thì chúng ta sẽ gì? Một là chúng ta lấy từng hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia. Tuy nhiên, ở đây kỹ năng. Đó, cái này là phần kỹ năng nha. Thì chúng ta nên là chúng ta lấy gì nè? Là chúng ta lấy nguyên cái đa thức, em coi cái đa thức x trừ 7 là một cái đơn thức được không nè. Đó, em sẽ nhân với vậy, nhân với x mũ 3 đi. Cộng với vậy x trừ 7, em nhân với vậy 5x bình. Đó. Thì phần kỹ năng là chúng ta phải rèn luyện nhiều vào đúng không? Thì x trừ 7 em nhân với gì đấy? Rồi trừ 2x. Được chưa? Rồi cộng với x trừ 7, nhân với 1 đúng không? Thì thôi, đó. Và sau đó em sẽ áp dụng cái gì đấy. Chúng ta thấy là trong ở đây nó sẽ có bốn cái gì đây, bốn cái biểu thức này nè. Thì mỗi biểu thức này là chúng ta sẽ áp dụng lại cái quy tắc là nhân đơn thức với đa thức. Đúng không nào? Như bạn là nói gì, nói x mũ 3 em nhân với x rồi x mũ 3 nhân với trừ 7 cũng được. Đó, theo đúng trong sách giáo khoa đúng không? Nhưng mà chúng ta nên chúng ta làm theo kỹ năng là chúng ta phải làm khác mà miễn là đúng là được. Được chưa? Thì chúng ta có hiểu bản chất của nó là như thế này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ nhân vào x mũ 3 chính là x mũ mũ 4. Chỗ này là trừ 7 x mũ 3. Đó, thì bây giờ nó sẽ đơn giản hơn. Đúng không? Nhìn nó đỡ rối hơn được các em. Rồi 5 x mũ 3 trừ 35 x bình phương. Rồi chỗ này ta nhân vô thì là x này nhân với trừ 2. 2 x tính là trừ 2 x bình. Trừ 7 nhân với trừ 2 là thành gì? Cộng 14 x. Rồi cộng x trừ 7. Đó, sau đó chúng ta sẽ áp dụng quy tắc, chúng ta sẽ rút gọn đa thức, có nghĩa là chúng ta sẽ nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau để chúng ta rút gọn. Thì quy tắc cộng trừ
hai đơn thức đồng dạng với nhau thì chúng ta nhớ rồi, thì chúng ta giữ nguyên cái phần biến chung và chúng ta cộng trừ vào hệ số với nhau, đúng không? Thì đây chúng ta thấy là x mũ 4 thì chỉ có một mình nó thôi, thì chúng ta viết lại. Yeah. Rồi ở đây chúng ta thấy là cái đơn thức là trừ 7 x mũ 3 này nè. À, có phần biến là x mũ 3, em coi thử coi có phần nào nữa không? Cũng có x mũ 3 ở đây. À, chúng ta sẽ rút gọn đi. À, thì chúng ta sẽ được là trừ 7 cộng 5. Yeah. Nợ 7, đúng không? Nợ 7 đồng trả người ta 5 đồng thì chúng ta còn nợ là 2 đồng, đúng không nào? Đó, như bạn là nợ 7 mà trả 5 mà là dư nợ, tức là dư tới 2 đồng luôn đó. Giờ rồi trừ 35 trừ 2 trở thành là gì? Trừ 37 à, x bình. Rồi 14 x cộng với x là thành là cộng 15 x. Rồi trừ 7. Đó chưa? Thì các em đã rõ chưa nào? Nếu đã rõ rồi và chúng ta sẽ ok vào khung chat đi nào. Hầu như là các bạn làm đúng hết, đúng không? Rồi. Rồi cái ví dụ thứ hai là cũng liên quan đến kiến thức ở lớp 8 một tí. Đó. Thì cái phần này lớp 9 nó cũng có một câu, đó là yêu cầu là rút gọn rồi, tức là cho cái giá trị của x, đúng không? Yêu cầu là tính giá trị của cái ra thức tại x bình mấy, thì cái này nó cũng liên quan, đúng không? Cũng có liên quan đến lớp 9. Được chưa nào? Thì thông thường á, khi mà được gặp dạng toán này thì cái bước đầu tiên chúng ta nên làm là làm như thế nào các em? Các em cho thầy cái phương pháp làm coi nào. Nhá. Ở đây chưa nói kết quả nha, cho thầy cái phương pháp làm coi. Rồi mời các em comment vào cái phương pháp làm coi nào. Rồi mời bạn Thảo Chi nè. Em thưa thầy, đầu tiên là thay x và y vào biểu thức. Đúng rồi. Còn bạn nào khác nữa không? Có cái ý kiến khác nữa hay không? Phá ngoặc. À, bạn Phước Hy Hoàng là kêu phá ngoặc. Rồi, thu gọn biểu thức. Được chưa? Cho nên gặp bài toán này. Rồi thay xy, đúng rồi đó. Rồi, thầy rất cảm ơn là bạn Thảo Chi nha. Rồi thứ hai nữa, cảm ơn bạn Huy Hoàng rất là tích cực, đúng không nào? Đó. Thì đối với cái ví dụ 2 này, để tính cái giá trị biểu thức, thì trước tiên chúng ta coi cái biểu thức chúng ta đã rút gọn hay chưa. Được chưa? À, chúng ta làm phải có bước hẹn hò nha, cái bước trình tự đúc. Thì nó phép toán nó mới gì, nó mới nhanh và nó chính xác được. Đó. Đối với biểu thức mà chúng ta thấy nó chưa rút gọn á, thì chúng ta nên rút gọn trước rồi chúng ta thay trước. Đúng không? Chúng ta phải làm nó đúng cái trình tự như thế. Đầu tiên là chúng ta phải rút gọn cái biểu thức mà chúng ta cần thay. Sau đó khi mà nó rút gọn rồi chúng ta thay. Cái nguyên tắc ở đây là chúng ta thay là thay một lần thôi. Đúng không? Ở đây là cái x, em thấy là cái biểu thức x nó xuất hiện nhiều lần nè. Nếu như em thay trực tiếp vào thì thứ nhất là cái biểu thức chúng ta nó cồng kềnh. Thứ hai nữa là nếu ta viết lại nhiều lần thì vào vòng thi, đúng không? Lâu lâu thì áp lực quá thì rõ ràng lâu lâu thì người thương cũng hóa thành người dân mà, đúng không? Đó, cho nên là nó dễ bị sai chỗ này. Yeah. Cho nên đầu tiên chúng ta phải rút gọn trước. Đó, thì cái này đầu tiên chúng ta phải phá ngoặc ra, đúng không? Chúng đầu tiên chúng ta chỉ áp dụng quy tắc nhân nhân đơn thức với đa thức vào để rút gọn. X bình ở chỗ này chúng ta sẽ thành là trừ trừ xy. Yeah. Giả sử đặt cái biểu thức này là a đi, được chưa nào? Đặt a nó bằng chúng ta chỉ viết nó lại cho ta trình bày bài bản nha. Đặt a đây chính là x, viết là biểu thức này thôi. Đó, thì chúng ta nhân vào thì chúng ta có được là x bình phương này trừ xy này, rồi cộng cho xy này, rồi cộng cho y bình phương. Đó, sau đó chúng ta chỉ rút gọn đi, rút gọn cái kết quả này đi thì chúng ta sẽ được là x bình phương cộng y bình phương. Được chưa? Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta có được cái a này rồi. Bây giờ đọc thay, đúng không? Thay x bằng 1/2 và
và y thành 3 vào cái bước thức A. Và thức A thu gọn ta được, đúng không? Đó. Cái này là phần trình bày thôi. Các em học giỏi văn thì các em trình bày nó chặt chẽ một tí nhé. Hồi xưa thầy học học mãi mà vẫn nói chung là đi thi là vẫn trên điểm cao nhất của thầy là hồi đó là điểm văn. Không biết là các em học văn như thế nào, chứ thầy là học xưa là học văn này cũng trung bình thôi, tức là 6,5 thôi, cao nhất rồi. Không biết là các bạn comment thử coi nào, các em học văn như thế nào, không biết. Hôm nay có bạn nào học giỏi văn không? Rồi, như vậy ta thu được A chúng ta chỉ bằng gì nè. Rồi, à, bây giờ thay vô biểu thức rút gọn nè. Chính là bạn trừ 1 phần 2 bình phương, đúng không? Và cộng cho 3 bình phương. À, thì bây giờ chúng ta chỉ tính toán thôi. Bây giờ trừ 1 phần 2 thì là bằng gì? À, ta nhẩm luôn 1 phần 4 và cộng cho 9, đúng không? Thì ta, kết quả chúng ta sẽ được là bằng là 9. Áp dụng quy tắc giống như hỗn số đây em. Được chưa? Chúng ta còn nhớ cái tính chất này không nè? A, cái hỗn số A, B, C. Được chưa? Thì cái này á, theo quy tắc á, là nó gồm có phần nguyên và cái phần phân số, đúng không? Cái hỗn số là nó gồm hỗn, tức là hỗn hợp giữa phần số với phần phân số. Đó. Thì về tính chất thì nó chính là bằng gì? Chúng ta lấy cái phần nguyên chúng ta cộng với phần phân số. Được chưa? Rồi chúng ta áp dụng cái tính chất này được quy đồng lên thì chúng ta có được là A nhân C cộng cho B và chúng ta chia cho C. Đúng chưa nào? Đấy. Thì chúng ta áp dụng cái chỗ này, đúng không? Để hiểu không nào? Thì đó, thì bây giờ áp dụng đúng cái quy tắc này thì chúng ta 9 này. Chúng ta nhân chéo xuống và chúng ta cộng ngang lên là 1. 9 nhân 4 là 36. 36 cộng 1 là 37. Và kết quả chúng ta sẽ là 37 phần 4, đúng không? Khỏi cần bấm máy, được chưa nào? Được chưa? Nhưng mà chúng ta còn nhớ cái quy tắc này ha. Không nhớ chúng ta ghi lại đâu đó. À, và ta quên một... quên nhắc các em là không biết là khi mà các em trình bày ghi chép thế nào, đúng không? Chứ riêng là kinh nghiệm trước giờ của đại học hồi xưa giờ là chúng ta nên trình bày là nó có phần phụ lục và cái phần trình bày bài bản bằng chính. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta sẽ chỗ này ghi chép cũng đó. Cái này là nghĩ là cái phương pháp này cũng khá hay đấy. Nhưng mà không biết các em đã thấy áp dụng chưa? Nếu em thấy hay thì em áp dụng vào cho nó tốt nhé. Có nghĩa là trong cái bản cái hình dung là trong cái bài làm chúng ta là cái khung gió A4, đúng không nào? Thì chúng ta nên một á, là chúng ta kẻ một cái đường line xuống nè. Ta chia nó khoảng là nó chiếm khoảng 1 phần 3 thôi cái khổ của ngang của A4. Đó là cái phần mà cái phần phụ lục. Được chưa? Cái phần phụ lục. Đó. Cái phần này phụ lục để làm chi? Để chúng ta ghi chú những kiến thức mà quan trọng hay là những kiến thức cũ liên quan đến bài học. Được chưa? Liên quan đến bài học. Ví dụ như chúng ta học hôm nay là chúng ta học bài nhân đơn thức với đa thức chẳng hạn, hay là nhân đơn thức với đơn thức, thì những kiến thức liên quan ví dụ như là hạng tử nè, những đơn khái niệm nó liên quan chúng ta ghi ở phần này. Đó. Hoặc là những cái công thức mà quan trọng chúng ta mà thầy cô nhấn mạnh thì chúng ta nên ghi phần này. Còn cái phần này là cái phần mà chúng ta ghi bình thường như bao lâu nay. Đó, các em đã hiểu rõ chưa nào? Hiểu rõ cách ghi chưa? Chúng ta gõ vào nhé. Gõ OK vào. Được chưa nào? Nếu đã hiểu rồi thì chúng ta gõ OK vào. Được chưa nào? Đó. Rồi các em đã nghe thầy rõ chưa nào? Cái phần mà chúng ta ghi chép chưa nào? Alo? Thì chúng ta nên, và thứ hai nữa là thật quên chứ, nhắc các em là các em nên dùng gì em? Những cái phần ghi chú này em dùng bút, dùng theo thầy á, thầy dùng tối thiểu là 3 bút thôi. Tối đa là 3 bút. Màu khác nhau. Nha, màu khác nhau. Đó, thì các em nên đầu tư một tí nha. Cái cụ thể hay thường là trước đây ghi chép thì thường thường dùng cái này nè, ba cái loại coi này nè, bút bây giờ bạn dùng bút gel á,
Không biết là các em đã áp dụng chưa, chứ thầy thấy rất là hiệu quả nha. Đó, bài bút này. Nghĩa là bút này là khoảng 5 số nghìn một cây là các em đầu tư. Đúng không? Có nghĩa là hai bút màu thì em nên mua. Còn cái bút mà hay viết nhiều thì nên mua rẻ một tí để cho tiết kiệm chi phí. Chưa nào? Đó, thì những phong vũ lục thì em nên em dùng bút hay là bút gel thì em nên đóng khung hay là viết nốt. Viết ngay cái phần mà chúng ta kiến thức ta quên được, viết kế bên đó. Kế bên cái phần nội dung đó. Cái cột bên này, phía bên này đã ghi phần nội dung. Thì phía bên này những dụ nội dung mà bổ trợ liên quan thì ta ghi kế bên. Đánh mũi tên sang để ta ghi. Thì mai mốt chúng ta vào cái bài, ta ôn lại bài thì ta chỉ cần nhìn. Đúng không? Chúng ta cần nhìn vào cái nội dung phía bên phụ lục này, chúng ta chỉ thấy đó để chúng ta nhớ ngay, đúng không? Chúng ta không cần phải mất thời gian mà chúng ta phải đi lục loại tìm tòi kiến thức cũ nữa, nó mất rất thời gian. Đó, thì đó là chia sẻ thêm cái kinh nghiệm mà để khi mà chúng ta học cho nó tốt hiệu quả nha. Đó. Thì buổi đầu tiên thì thầy giới thiệu luôn nội dung về cách học nha, phương pháp học để chúng ta nắm rõ. Do cái phần buổi sau thì có để chúng ta sẽ đi chi tiết hơn cái phần về kiến thức lớp 9, nhưng mà với cái phần hè này chúng ta nên học kỹ lại những cái phần nào mà chúng ta thấy cảm thấy là nó không ổn ở lớp 8 thì ta nên học kỹ lại nha. Thầy khuyên chân thành như thế, cái đừng có thấy các bạn vô cái học lao đầu và học cứ là học bài hàng đẳng thức rồi chúng ta cứ lao đầu học, thấy các bạn học trước chương trình cảm thấy hoảng đúng không? Hoảng, nhưng mà chúng ta cứ từ từ, chúng ta phải có lộ trình rõ ràng để cái đó là phương pháp học đấy. Học lâu dài mà, chứ đâu phải học ngày 1, ngày 2 đâu, đúng không? Đó. Rồi, các em đã nắm rõ được chưa cái cách mà chúng ta học chưa nào? Đó. Và cuối cùng là khi mà chúng ta đã kết thúc xong cái bài học rồi, đúng không? Thì nó gạch ngang qua. Ví dụ như ta ghi cái đường line thì chúng ta nên ghi cầm chừng thôi. Tức là ta nhắm chừng, ta ghi tới đâu thì chúng ta kể tới đó. Nhưng mà khi mà chúng ta kết thúc bài học là ta kể ngang qua. Ta kể ngang qua. Và cái phần này là phần tổng kết lại. Đúng không nào? Phần tổng kết lại bài học. Chẳng hạn ví dụ như là hôm nay chúng ta, giả sử hôm nay chúng ta học cái bài, thì đó, chúng ta tổng kết lại những cái kiến thức trọng tâm là ta ghi ở đây. Đúng không nào? Ví dụ này nói dài dòng như thế, nhưng mà rút cuộc lại là chúng ta học là gì? Học là quy tắc là nhân đơn thức với đa thức. Chẳng hạn ví dụ như thế này. Đó, thì tổng kết lại đúng không? Hoặc là A cộng B cộng C gì đó nhân với gì, D cộng Y cộng F gì đấy đúng không? Đó, thì ta tổng kết lại phần này. Được chưa? Đó, nó giống như là bố cục bài văn vậy đấy. Được chưa? Cái phần mở đầu thông bài và kết bài. Đó, thì trong phần này ghi chép thì nó chia thành 3 phần. Phần phụ lục, phần nội dung chính và cái phần cuối cùng là phần tổng kết. Đó là cách ghi. Được chưa? À, thì riêng không biết là riêng các môn học thế nào thì đối những thì cái bài toán này chúng ta nên kết hợp các cái sơ đồ, đúng không? Sơ đồ dẫn coi, dẫn tư duy chứ thầy cô nói nhiều rồi đó, thì nên kể vào đúng không, để ta kết hợp các hình ảnh phù hợp nữa để chúng ta bài giảng chúng ta trở nên là cái bài ghi chép chúng ta trở nên là nó có hiệu quả hơn. Được chưa? Thì cái phần này là tiếp theo là cái dạng toán về chúng ta làm cái bài toán liên quan đến là bài toán áp dụng để chúng ta làm bài toán tìm x. Thì cái bài toán này nó liên quan đến cái phần là quy tắc chuyển vế. Được chưa nè? Đó, thì bây giờ thầy chỉ chúng ta chuyển qua cái bài số 3 nha. Bài toán dạng toán là tìm x. Cái dạng thứ 3. Rồi, thầy chờ xíu thầy chia sẻ lên cái màn hình. Các em nhìn thấy không nè? Alo. Các em nhìn thấy không? Các em bấm gõ OK vào nha. Từ thầy xíu. Rồi, các em nhìn thấy chưa nè? Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta chuyển qua cái dạng 3 nha. Cái dạng mà cái bài toán này là tìm x. Đó, cái dạng
Cái dòng 3 đó là cái bài toán tìm x. Thì đối với bài toán này tìm x thì thường người ta sẽ cho chúng ta cái dạng, thứ nhất là cái dạng về đầu tiên là cái dạng cái trường hợp cái bài toán 1 là chúng ta hay gặp là cái bài toán này này, đúng không nào? Tức là người ta sẽ cho chúng ta cái biểu thức đó là biểu thức ax chẳng hạn bằng 0. Đúng không? Hoặc là cái bài toán 2 là chúng ta làm gì em? Hay là biểu thức ax 2 cho hai biểu thức hay là bằng bx. Thì đối với phương pháp làm ấy, thì chúng ta áp dụng ở đây là chúng ta là gì? Cái phương pháp làm ở đây là gì các em? Là chúng ta chỉ áp dụng quy tắc chuyển vế đúng không? Để chúng ta tìm x. Đúng chưa? Thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc chuyển vế. Đúng chưa? Áp dụng cái quy tắc chuyển vế. Nhưng mà chúng ta khi mà chuyển vế chúng ta không phải chuyển, nó có cái nguyên tắc chuyển, tức là chúng ta chuyển cái phần gì em, cái phần hạng tử chưa biến về một vế, được chưa? Đó. Cho nên là ta chuyển cái gì đây, chuyển hết các cái hạng tử, chưa? Chuyển các cái hạng tử. Chứa x về một vế. Thì rõ ràng cái các hạng tử tự do, tức là các số á, thì các em nên chuyển về vế còn lại. Thì thông thường ở đây thì thường là vế trái đúng không? Thường các em chuyển về vế trái. Thường là vế trái đúng không? Còn nếu mà khi mà em đã làm có kỹ năng rồi thì em linh hoạt, được chưa nè? Cái phần linh hoạt đó là nó liên quan đến kỹ năng rồi, tức là em phải làm nhiều bài tập thì nó có kỹ năng. Được chưa? Tức là còn cái phần còn lại là em chuyển gì đấy? Chuyển cái hạng tử. Cái hạng tử tự do, tức là không có biến á, về vế còn lại. Yeah. Được chưa nào? Đó. Thì đó là cái phương pháp làm đối với những bài toán mà tìm x mà chúng ta đã học rồi đúng không nào? Rồi các em ghi vào đi để chúng ta sẽ chuyển qua cái bài tập. Rồi các em đã ghi xong chưa nè? Chúng ta sẽ chuyển qua bài tập nha. Hello các em. Rồi xong rồi chúng ta chuyển qua phần bài tập nha. Rồi bây giờ cái bài tập là chặng 3 đó là cái tìm x. Được nào? Thì đây nó có nhiều câu. Chúng ta cứ là...
Rồi các em đã thấy trên màn hình chưa nào? Rồi đã thấy rồi, chúng ta gõ số 1 vào đi. Được chưa nào? Để chúng ta bắt đầu ta làm. Rồi bạn nào mà các bạn lại đã thói màn hình chưa? Nếu các em thói rồi chúng ta gõ số 1 vào để thầy biết nè. Có khi thầy chia sẻ nó bị đường truyền nó hơi yếu không nào. Rồi, thì cái này thì nó thì bài toán tìm x nó giống như là cái việc mà chúng ta đi giải phương trình đúng không nào? Phương trình bậc nhất hay là phương trình bậc 2. Đúng chưa? Đó. Thì bước đầu tiên chúng ta đầu tiên là đối với biểu thức này nó thì chúng ta phải áp dụng các quy tắc đúng không? Để chúng ta nhân đơn thức với đa thức để chúng ta phá cái biểu thức nó ra. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ rút gọn đi. Đó, sau khi rút gọn xong rồi thì chúng ta sẽ được một cái phương trình mà hai vế nó đều có gì? Chỉ có hai loại, đó là một loại chữ biến và một loại chữ số thôi. Đó, sau đó chúng ta thực hiện quy tắc là chúng ta chuyển hết cái hạng tử chữ biến qua một vế. Được chưa? Rồi. Thì ở đây thầy sẽ làm mẫu một câu nha. Chắc các em cũng biết rồi. Được chưa nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng quy tắc các quy tắc nãy giờ ta học đó. Thì cái này sẽ tương đương. Khi giải thì chúng ta dùng tương đương. Được chưa nào? Thì cái này là 1/4 bình phương chúng ta viết lại, đúng không? Bây giờ chúng ta áp dụng quy tắc ở đây là nhân đơn thức với đa thức này, đúng chưa? Đó. Thì trừ 1/2x nhân với nhân với 1/2x tính là 1/4 x bình phương, nhưng mà chỗ này là dấu trừ này, nhân với dấu cộng là thành là dấu trừ này, chỗ này được chưa? Tiếp tục này. 1/2x nhân với -4. Được chưa? Nhân với -4 mà gặp dấu trừ nó thành dấu cộng này, trừ với -4 là thành -4, mà +4 nhân với 1/2x là tính thành là gì? +2x là sẽ bằng gì? Bằng -14. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ rút gọn đi. Thì chắc chắn chúng ta khi mà chúng ta tìm x thì chúng ta sẽ rút gọn được hai cái hạng tử này đúng không? Đó, rút gọn được hai hạng tử này. Để như vậy chúng ta sẽ được là cái vế trái chúng ta lúc này chúng ta có được là 2x sẽ bằng là -14. Đó, như vậy hai vế chúng ta đã chuẩn chưa nào? Tức là hai vế chúng ta một vế là toàn là biến, một vế là toàn là số. Thì lúc này đã chuẩn rồi đúng không? Thì chúng ta không cần một chuyển vế gì nữa hết. Được chưa? Không cần một chuyển vế gì hết. Thì bước tiếp theo là bài toán tìm x mà. Như chỗ này là 2x làm sao để chúng ta tìm x? Tìm x có nghĩa là chúng ta phải đối những cái biểu thức mà có hệ số thước biến là khác một thì chúng ta phải vậy áp dụng cái quy tắc đó là còn nhớ không? Quy tắc gì các em? Chúng ta có là cái biểu thức cái đẳng thức a bằng b, được chưa? Nếu mà chúng ta nhân hay là chia vào cùng một vế cùng vào hai vế với cùng một biểu thức là c, đúng không nào? Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ nhân hoặc là chia. Được chưa? Cho cái vế này với, hoặc là nhân với C, hoặc là chia cho C. Đó. Ở đây điều kiện là C phải khác không nha. Thì chúng ta sẽ được một cái phương trình tương đương với phương trình đã cho. Chưa? Hoặc là ở đây là A chia cho C là bằng B chia cho C. Được chưa? Thì theo em thì để tìm x thì thông thường chúng ta sẽ vậy chia. Chia để khử gì? Hệ số 2. Đúng không? Khử hệ số của x đi. Tức là vế trái em chia cho 2 thì nó chỉ còn là x thôi. Đúng không? Mà vế trái chia cho 2 thì buộc vế phải em cũng chia cho 2. Tức là lúc này đã có là 14. Mà chia cho 2 là các em ghi 14/2. Tức là bằng -7. Được chưa? Như vậy cái bước cuối cùng là khi mà chúng ta đã chuyển vế tách cái phần biến về một vế của phần hệ số một vế thì cái bước tiếp theo là chúng ta khử hệ số của x, có nghĩa là chúng ta chia hai vế cho cùng cái hệ số của x này,
Đó, hiểu như thế, tức là 2x chia cho 2 là được x. Thì chỗ này khỏi cần ghi thì em hiểu. Đó, thì khi mà em hiểu rồi thì khi mà em gặp dạng này a x bằng b. À, thì lúc này chúng ta hiểu là lấy x sẽ bằng b vẫn bằng a. Có nghĩa là chúng ta tư duy theo kiểu là nhân chia hai vế vào gì hai vế phương trình với cùng một số nha. Chứ đừng có tư duy theo kiểu như lớp dưới nữa, tức là giống như là muốn tìm từ số chưa biết thì là tích chia cho từ số đã biết thì cũng được, nhưng mà việc tư duy như thế là nó giúp chúng ta nó hơi chậm. Được chưa? Hơi chậm hơn so với việc mà chúng ta tư duy ở cấp cao hơn, tức là lên lớp trên chúng ta phải hiểu là chúng ta có tính chất này này, tức là khi mà nhân chia vào hai vế cùng một phương trình thì ta được một phương trình tương đương đã cho. Yeah. Thì cụ thể đây, cái hệ số đây là hệ số 2. Nhưng mà khi mà để tìm x thì có nghĩa là chúng ta khử hệ số 2 này đi bằng cách ta chia. Hay là em hiểu là em nhân với nghịch đảo với 1/2 cũng được. Được chưa? Rồi các em rõ chưa? Nếu rõ thì chúng ta có ok vào. Được nào? Đó. Nha. Yeah. Yeah. Cho nên là lưu ý nha, chỉ đừng có máy móc cái kiểu là muốn tìm tích, muốn tìm thừa số thì biết là tích chia thừa số đã biết thì cũng được thôi, nhưng mà nó hơi chậm đấy. Thì các em chúng ta đã học rồi, lên chương trình nó cải cách rồi thì chúng ta cứ thế mà chúng ta học, được chưa nào? Rồi tương tự như thế cái bài B chúng ta cũng làm được không nào? Rồi các em làm cho thầy câu B đi. Rồi các bạn nào làm xong thì chúng ta comment vào khung chat luôn nha. Cho ta biết nha.
Rồi, có bạn là x bằng 0. Bạn Yên Nhi là ra x bằng 0. Rồi. Rồi. Còn bạn nào khác nữa hay không? Ngọc Thảo cũng không luôn, đúng không? Rồi. Vậy đối với câu B thì chúng ta cứ giả bình thường thôi, đúng không? Thì chúng ta thực hiện theo quy tắc cá nhân vào, đúng không? Thì cái này chúng ta nhẩm nhanh, thì nếu chúng ta làm nhanh rồi thì cái này sẽ tương đương với các em nè. Trừ x bình phương, đúng chưa nào? Trừ x với là cộng 4x, cộng 4x là thành gì? Cộng 3x trừ 1 ở chỗ này. Được chưa? Đó, cộng 4. Được viết lại thôi. Còn chỗ này là 3x bình phương. Được chưa? Trừ cho 2x với là cộng 3x, cộng 9x chứ. Là thành là gì? Cộng 7x. Được chưa? Là trừ 6 bằng âm 27. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ rút gọn đi. Thì kết quả chúng ta có là trừ 12x bình với 12x bình ta rút gọn luôn này. Được chưa nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ rút gọn cái này. Ta làm nhanh luôn nha. Rồi, 9x với là 28x là thành mấy nè các em? Là 37 đúng không? Rồi, trừ 3 này với là trừ 27, đúng rồi, trừ 27 bằng âm 27. Như vậy đã ra, người ta giải ra thì là 37x nó bằng 0, thì tương đương với là x sẽ bằng 0. Đó. Đó. Thì đó là các cái dạng toán mà chúng ta tìm x, chúng ta cũng đã nắm được rồi, đúng không nào? Rất là mừng, đúng không nào? Thì các em đã nắm được rồi. À, có lẽ là tiếp hôm sau thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần nội dung khác. Rồi bây giờ chúng ta, như vậy là cái buổi học hôm nay á, thì mục đích của thầy là thầy được kiểm tra kiến thức của các em để nắm chưa. Chờ đến hôm sau thầy sẽ có, sẽ đưa ra cái nội dung của cái chương trình kiến thức tiếp theo để chúng ta học tốt cái chương trình lớp 9 này nha. Hello các em. Bây giờ là cũng là 9:35 rồi, cho nên là thôi thì có gì hôm sau chúng ta sẽ học vào khung giờ này nhé. Được không các em? Chắc chắn phải ôn rồi các em. Giờ hình là không thể bỏ qua. Giờ nào? Ôn hết. Giờ nào không có thể chừa ai cả. Đúng chưa nào? Hôm sau là chúng ta sẽ ôn hình đi. Được chưa nào? Hay là nếu chúng ta ôn luôn cái phần đại số thì chuyển qua phần hàng định thức một xíu rồi chuyển qua phần căn thức rồi chúng ta, thì tuần sau chúng ta sẽ ôn hình lại, khởi động hình lại một tí nữa. Được không các em? Alo. Vâng. Rồi. Em chào thầy. Rồi chào các em nha. Chào thầy. Rồi bye các em.